Ông nhà thuốc xin chia sẻ đến các bệnh nhân về một ca điển hình của gáy đầu trên, xương chày và xương mác kết hợp bệnh nhân bị vướng mâm chày khớp gối. Qua hình ảnh trên bên chụp thể hiện xương chày bệnh nhân đường gáy chạy dài và bóc tách làm nhiều mạch. Hình ảnh xương chày di lệch xương gáy vát để giá trước. Sau khi nhà đốc xem phim sẽ đưa ra kỹ thuật nắn chỉnh cho xương bệnh nhân trở lại vị trí bình thường. Vì hiện tại xương chày bệnh nhân đường gáy dài và dập rất phức tạp, di lệch xương gáy vát, nhà thuốc sẽ vào nẹp, sau đó dùng thủ thuật nắn chỉnh để cho xương trở lại vị trí bình thường. Sau đó sẽ bỏ lan nam kết hợp cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nghiền xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 1 đến 2 tháng là xương bệnh nhân sẽ can hoàn toàn. Và sau một gian điều trị và tập luyện, bệnh nhân có thể đi lại, cử động và làm việc được bình thường. Bó một tháng hơn tháng mới khỏi cái này, đi bình thường này, về xương chày cũng mang mạnh hết đấy, đi lệch nhiều mà. Anh cứ để nguyên con nào, không phải làm gì cả. Đau này gì vậy? 5 ngày một miếng. Anh đây ông mang lời nguyên, không phải làm gì cả nhé. Để bỏ ra rồi hả? Làm cái này bỏ ra ngay thì vết thương như em bình thường nhá. Anh để bó kín em vết thương chuyển sao được. Thấy chưa?
Bó cái đấy thì chỗ đấy rửa được không? Rửa được nhé. Này rửa thì bó từ này thôi, thế này bỏ vết thương bình thường, chân của anh cái xương chảy chân mang rất là nặng nên là rất là nhiều nhé. Cái thứ hai là nó bị vết thương hở này thì phải rửa vết thương cho em, để bó bột kín này được làm sao được. Thì bác sĩ cũng dặn về rửa, sợ là cái chân vết thương ấy, nhưng mà bó thế này thì rửa làm sao được? Rửa được thì yên tâm đi nhé. Tiêm rượu bia cho em nhé. Đây nét cát này còn thấy đâu vệ sinh được không? Thank you.
Nó cứ thả lỏng về đấy, rồng càng rồng càng đau thả lỏng đấy. Xong rồi, ok, thoải mái đi. Thì là bó được sao này, lắp đấy nhá. Đấy. Đấy, con ngồi thẳng đây để cho chị lái hàng thôi nào. Không, không phải thế đâu, thoải mái đi. Đấy nhá, là bó thì lắp mặt dưới nhá. Được chưa? Lắp bên này. Đấy, xong lúc nào vết thương nó khỏi là lắp dịch một tí nhá. Được chưa? Xoay chuyển rồi quá. Xoay chuyển rồi. Đấy 1/3 phân chày thương mát mà. Không cần tốt đứng. Không cần nghỉ hàn đâu. Xong rồi. Xong rồi. Vết thương này nhá, cái này là em rửa hở rửa bình thường cho em nhá. Đây này nhá. Rồi, rửa thương thả lỏng rồi nhá. Rửa khô bình thường cho em. Thả lỏng rồi nhá. Được chưa? Khiêng liệu hình chó nhá. Chân này bác bị chịu khó bất động. Khiêng được không? Đi vào nhà viện rồi. Đâu, nó nhà cũng xoay. Nhưng mà để bó bé này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đó, bác làm lại nhá. À. Được chưa? Đó, nó đi thả người thả bé. Dựa ra không cần phải gồng. Thả lỏng nhất có thể. Nhà tối phải ra ngoài sân làm cho nó sáng. Hay chỉ có cởi kia ra vứt lá không lẹp để nguyên. Chỉ được cởi cái băng màu hồng thôi, không được cởi băng dính đen. Băng dính đen là tuyệt đối không được động rồi. Nếu mà nó có lỏng thì lại lấy băng dính đen quấn thêm vào. Tại vì chân nó bớt ngọt ấy đi, nó sẽ ngót đi ấy. Bớt sưng đấy. À, thoải mái đi, không không đông thì sợ. Cái này để chân bàn chân đắt nó thẳng rồi không? Chân đi vô như thế này. À, ngày rửa vết thương bình thường nha, rửa vết thương này bỏ này ra nhé. Tối rửa luôn. Hả? Tối hay rửa. Rửa vết thương bình thường mà nhé, không có đầy gì cả. Cái máu rất là lỏng rồi. Rửa sau này nhá. Bỏ sau này rửa sau này. Đúng rồi. Đấy cái bảo Khánh nó rửa mà tối tía xuống bảo nó rửa. Rửa bình thường này mà nhé.
xong một ngày đổ rượu đây, hai lần nữa nhá. Đổ vào đây nhá. Đổ rượu vào đây thấy để nó sẽ to. Lấy xi lanh xung quanh chân rồi mọi người. Xung quanh cái chỗ lá này. Hai ba lần. Lấy giấy ra ngoài. Lấy lá đây. Xung quanh như này. Lấy xi lanh này. Xịt. Đây là xong rồi. Năm ngày thay miếng dưới chân đây. Năm ngày thay miếng nhá. Kiêng rượu thịt chó cháu nhá. Bó tầm hơn 1 tháng mới khỏi được hoàn toàn nhá. Hơn tháng hơn 2 tháng. Cảm ơn nhá. Ở đây cái. Và chúc bác cháu đi phục nhá. Cái mặt bác kìm ấy thì bác để cái nán 5 ngày sau đừng có đi nhá. Cho ngâm rượu để bóp đấy nhá. Mạnh vào là tìm. Mạnh này. Đấy, mặt bệnh nhân rất là tím nhá. Thì bóp cho em mặt mạnh mặt bán hình nhé. Đấy, bóp cho em trực tiếp đây là mềm cho đầy cơ là tam bóng thủ nhá. Rồi bắt xong rồi. Ta cùng xem và so sánh hai kết quả thực tế trước và sau khi bệnh nhân về vào nhà thuốc, được nhà thuốc dùng kỹ thuật nắn chỉnh kết hợp bó lam và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh liền xương. Đây là kết quả chụp X quang ban đầu bệnh nhân. Hình ảnh trên phim thể hiện bệnh nhân bị vướng bong chảy khớp gối, kết hợp bệnh nhân bị gãy 1/3 trên xương chày và xương mác. Hình ảnh xương chày đường ấy chạy dài và bóc tách nằm nhiều mảnh, xương lệch ra trước. Còn đây là kết quả sau khi bệnh nhân được làm thuốc nắn chỉnh và bỏ thuốc nam, kết hợp uống thuốc nam nhanh nhiều xương. Được một thời gian, bệnh nhân có ra viện chụp trở lại. Hình ảnh trên phim thể hiện xương gáy đã can rất là tốt, đường gáy thẳng trục, không còn di lệch như phim ban đầu. Hình ảnh xương can hóa rất là tốt, đường gáy can rất đẹp và xương không còn di lệch. Bệnh nhân hai xương chày và xương mác đã thẳng trục hoàn toàn, trên phim trục thẳng và trục nghiêng. Ta cùng so sánh hai quả trước và sau khi bệnh nhân được thuốc điều trị, hai xương chày và xương mác đã can hoàn toàn, không còn di lệch như phía ban đầu. Hai kết quả thực tế. Hôm nay nhà thuốc sang thăm khám và đây là hình ảnh lần thứ nhất của bệnh nhân. Bác về quá trình lắp thì giấy 3 xương thẻ không bác? Ngày trước có bao nhiêu thời gian nhỉ? Hơn 3 tháng. Thì đại bác đi đại tốt nhỉ? Thì... Ngày trước bác cái trên bên này đúng không? Đúng rồi. Cho cái bài chân đây xem. Cho cái bài chân đây. Cho cái bài cổ chân này. Cả mẹ con dài dài nhỉ? Hay những ông bác còn chuẩn. Bác đi trong một vòng dài là... Hiện tại bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường à. Ngày trước bệnh nhân thì gãy 1/3 xương chày và xương mác, di lệch rất là nhiều, 1/3 trên. Thank you.
Được chưa bác ơi? Nhân đi lại hoàn toàn bình thường. Nên bó thuốc 3 tháng. Mình uống thuốc nhanh nhuyễn xương được 2 tháng. Đã, hiện tại đã khỏi hoàn toàn rồi. Đi lại hoàn toàn cân. Ngày bác có đang đi bộ không? Hả? Ngày đang đi bộ đấy nhá. Có, sáng đi nhiều. Đi mấy cây? Đi trong làng đi vòng lại tầm độ 2 cây, 3 cây. 2-3 cây. À, tốt rồi, đi lại là bình thường rồi. Đi lại 2-3 cây là tốt rồi. 2-3 vòng rồi, chả biết được bao nhiêu cây. 2-3 vòng. Bác đi tầm bao nhiêu phút bác ngồi ghế đây? Bác đi tầm bao nhiêu phút? Đi 4:30 5 giờ kém. 4:30 một kém là hơn 1 tiếng. Đi đi về đi nhà. Đi xuống quay lúc vừa đi vừa nghỉ. 6 giờ. Mà là 2 tiếng ấy. Ừ. Và mức độ bán đi lại là bình thường là tốt rồi nhá. Tăng cần thêm thời gian là đi bộ này, đạp xe đạp này. Đi bộ cũng tốt đấy nhá. Cái đạp ngâm nào bây giờ còn ngâm nào không? Không. Ừ. Dạ tốt rồi. Con chào bác nhá. Chúc bác được khỏe nhé. Vâng, chào bác. Cảm ơn. Con chào bác. Hôm nay con xuống hoàn thiện hình ảnh của bác về quá trình bác bị cái xương chày ở trên mắt. Bây giờ bác đi lại tốt hơn chưa? Đi bình thường nữa. Khá khá. Bác đi bình thường, bố đi bình thường con nhé. Con chào bác. Hôm nay con xuống hoàn thiện hình ảnh của bác về quá trình ngày trước bác gãy chân chày và chân mát. Nhà bác đi lại bình thường chưa? Bình thường. Bác ngày trước có gãy chân nào? Chân. Em chải bác cúi cho các bạn được. Bác đi cho con một vòng dài để cây xoa này kia nhé. Đi cho con hai vòng như thế. Ngày trước bệnh nhân bị gãy 1/3 xương chày và xương mác. Hiện tại bệnh nhân đã đi lại hoàn toàn bình thường. Hôm nay là thuốc xuống hoàn thiện hình ảnh của bệnh nhân. Bệnh nhân đi lại cân hoàn toàn bình thường. Ngày trước bệnh nhân là do tham gia giao thông bị tai nạn nên ngá bị gãy 1/3 trên xương chày và xương mác. Sau khi được nhà thuốc đắp thuốc và uống thuốc nhanh nhuyễn xương thời gian, hiện tại bệnh nhân đã đi lại hoàn toàn bình thường. Chào bác ơi.
Bà quay ra đi cho con một vòng ngắn thôi nhá. Một vòng ngắn đó. Đi lại hai chân là hoàn toàn bình thường. Không còn lệch. Như lúc 3 tháng trước nhà thuốc xuống xin ngày. Bệnh nhân hiện tại đi làm việc bình thường. Bác nhanh con một tí bác ơi, nhanh một tí. Nhà thuốc theo hình ảnh của những ga gầy xương. Nhà thuốc theo sát từ lúc ban đầu đến lúc hoàn thiện hình ảnh. Nhà thuốc riêng về bộ gai xương nhà thuốc theo ra hình ảnh rất là chu đáo và hoàn thiện những ca gáy nặng. Những hình ảnh thực tế từ lúc bó đến lúc hoàn toàn bệnh nhân đi lại hoàn toàn bình thường, bệnh nhân đi lại rất là tốt. Hôm nay là 17 đúng không? Thì con nhân tiện mà xuống con xin hình ảnh về quá trình thực tế ngày trước mình về trong trẻ trong bác. Sau một thì tại bác đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Không khí Tết thì con xuống con nhân tiện con chơi với gia đình luôn. Chúc bác và đình tại đình tháng 10 thêm tuổi mới làm ăn phát tài phát lộc nhé, và chúc bác luôn mạnh khỏe và chào bác nhé. Chúc bác nhân chào bác gia đình sau năm mới khỏe. Thấy bác đi lại là con mừng kìa. Con chào bác nhé. Cảm ơn nhân nhé. Vâng.